Còn 12, 11, 18 dặn kali cao chút xíu để cho nó tròn trái chút xíu ạ. Nhánh cấp 2 ra trái rất đẹp. Đây. Đó các bạn. Đó, cái chùm này thì lo tiễn nè. Mắc cười quá. À thì mình nói thế nào á, để như thế này nè ha, là chừng nữa là không bao giờ tiễn được. Đó các bạn. Các bạn có tiễn là tiễn sớm đi. Chừng nữa để nó lớn trái lên ha là không bao giờ tiễn được nha. Xin chào các bạn. Hôm nay là mình cập nhật các bạn xem cái vườn ở trong buôn bố. Thì hôm nay thì nó đã nha, nó đã bị lớn rồi nè các bạn. Sao cái trái quay trong video nó không được xanh nè, ở ngoài nhìn xanh lắm các bạn, ngoài nhìn xanh nhìn đẹp lắm. Còn ở trong thì cái này thì nó hai cổ các bạn coi kìa. Trên một cái nhánh thì nó hai cổ, chủ nhà để hai cổ luôn kìa. Vẫn đậu nha. Ra cái quy trình đó, cái quy trình nè, cái thằng này của mình ở trong đây là cái gì chị cũng hỏi mình chứ, các bạn, cái gì chị cũng hỏi mình chứ, thì mình đưa thuốc cho chị là từ đầu tới cuối, là mình tới cái việc mà tuyển trái là mình cũng vô mình nói với chị là nên tuyển đi, nhưng mà cái chùm này đó các bạn, cái chùm này theo các bạn, cái trái này, cái chùm này dữ lắm là để 5 trái. Thì giờ bạn tiễn đi, ngắt bỏ đi, hoặc là cái kéo các bạn ngắt ha, trái nè, cong gieo nè, bỏ đi. Đó, bây giờ nè, 2, 4, 6, 8, 10, 11 trái, giờ các bạn bỏ 1 trái nữa, đó, thì 2, 4, 6, 8, 10 trái, thì cái, nó lớn lên chừng, có nghĩa là 1 tuần lễ nữa thì các bạn có thể tiễn nữa. Đây các bạn, cái trái đeo nè, đó, cái chùm này thì bây giờ 3 trái nè, 6 trái nè, 10 trái, 12 trái nè, đó. Và sát lên trên nó cũng có rồi, cái nhánh là mình phải gọc lại rồi. Rồi, cái nhánh là phải gông lại rồi. Đó, bắt đầu vậy á. À, chị chủ nhà đã tiễn rồi đó nha. Chị hỏi với mình là như thế này rồi thì phun cái gì nữa và bón phân như thế nào. Đó, thì mình nói luôn là hiện tại á, thì bây giờ các bạn coi nè. Thường thường nếu mà cái trái mà ngón chân cái là bắt đầu mình cho chị rải phân nha. Nhưng mà hiện tại nó còn cái cổ sau nè các bạn. Cái cổ sau nó cũng không có thua cái cổ trước đó, thì mình thì cái tâm lý của người ta là người ta sẽ lấy luôn hai cổ, ok mình chịu luôn ha. Bây giờ về đầu tiên của các bạn là phải tỉa thì trái bớt, đặng cho cái gì các bạn, đặng cho những cái trái mà các bạn mong muốn các bạn lấy như trái này đó, thì nó sẽ không bị giật dinh dưỡng và nó sẽ lớn lên ha. Đó. Đây chỗ này cũng vậy nữa nè các bạn đó, những trái mà méo méo nè các bạn cứ giật cho mình đi, tại nó nhiều lắm các bạn, nhiều lắm đó, ha, còn nhiêu đây thôi, đừng có thấy mà nó đậu quá các bạn, để nhiều quá nó cũng nuôi nổi các bạn. Đây mấy trái méo méo nè, cái méo méo nè, cái méo nè các bạn, nhánh này để 3 trái thôi, cái cây này không để được nhiều đâu, bao nhiêu trái là dư sức rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta là 3 giờ chiều rồi, nhìn tổng quan vàng lá nè các bạn, rất là đẹp, nó không có hiện tượng bị cháy lá, mình đã cho người hết trơn rồi, cháy gì nữa, nấu nó cháy. Đây nè. Các bạn phải hiểu như thế này nè. Mà phải hiểu như thế này nè. Là nếu mà bây giờ mình lẫn vườn mình làm cho các bạn á, thì mình không có kê thuốc nhiều các bạn. Các bạn hiểu ý mình không? Mình không dám kê thuốc nhiều là do nếu mà mình nói nhiều quá, mình kê mà nó nhiều quá thì các bạn sẽ nói là mình rẻ, đúng không? Còn mình mà làm mà không đúng bài bản, mà không đúng quy trình á, thì nó sẽ gây ra nhiều cái hậu quả lắm các bạn. Giống như chị á, chị làm với mình á, thì chị nói là Thái em coi có gì thì em sử dụng giường cho chị nha, đưa vô cho chị xem chị xài đó, cái đó là khách hàng giao cho mình rồi. À, thì không nói, thì chị không có bàn tới vấn đề tiền bạc, chị nói làm sao đạt cho chị là được. Nhưng mà thôi, mình có nói là chị thì mỗi người người ta sẽ có một cái cách làm khác nhau, thì mỗi người có một quan điểm khác nhau, mình nói tới bao nhiêu đó thôi. À, cái này nè các bạn coi nè, hèn chi là lâu quá nè, chị chỉ nói là Thái đem thuốc chị, mà mình cũng không có hỏi là chị ơi trái đầu sao nữa, trái đầu đẹp quá trời rồi. Còn gì đó đâu mà ấy nữa ha.
Rồi, tham quan chút xíu đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nói cho các bạn về vấn đề bón phân nè. Cái bón phân cái đầu tiên, cái đầu tiên mà các bạn mà không biết làm nè, ai mà không biết làm nè, cái trái này mình đã có nói đó, khi mà cái trái nó bự bằng cái ngón chân cái như cái thời điểm này nè các bạn, bự hơn một xíu nữa là được, là các bạn bón phân được rồi. Cái mã số mà mình đưa cho chị là cái 12, 11, 18 của Yara ha. Đó. Cộng với canxi nha. Cộng canxi nitro bò. Để nó dày cuốn thêm các bạn. Nha, vậy chống nước gai. Còn 12, 11, 18 dặn kali cao chút xíu để cho nó tròn trái chút xíu các bạn. Nhánh cấp 2 ra trái rất đẹp. Đây. Đó các bạn. Đó, cái chùm này thì lo tỉnh nè. Mắc cười quá. À thì mình nói thế nào á, để như thế này nè ha, là chừng nữa là không bao giờ tiễn được. Đấy các bạn. Các bạn có tiễn là tiễn sớm đi. Chừng nữa để nó lớn cái lên ha là không bao giờ tiễn được nha. Đó, còn mình bẻ trong đây các khách hàng nhìn được nè, khách hàng đã tiễn rồi nè các bạn. Này khách hàng đã tiễn rồi nè, này, hai trái mà. Tiễn rồi nè các bạn. Đó, nhưng mà bây giờ nó còn nhiều trái tròn quá thì không tiễn được nè. Đấy, mình giờ mình loại bỏ bớt nè cho khách hàng. Thấy không? Đó, bây giờ phải bẻ cho nó thoáng ra. Rồi. Đó các bạn thấy không? Phân thì các bạn bón xong thì tưới nhẹ thôi. À, tưới nhẹ cho mình là ok. Tưới nhẹ 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 thôi, ngấp nước xương xương thôi, tại vì cái 12 11 18 của Yara nó rất là dễ tan các bạn. Mình thì mình các bạn có thể bón 12 12 7 của Yara bình thường nha. Không vấn đề gì hết. Các bạn thấy không? Nó có mấy chùm mà nó cũng đậu ngon lành nè. Rồi, cái vấn đề phân bón và vấn đề nước tưới thì các bạn cứ tưới nhẹ nhẹ thôi, đừng có tưới nhiều quá. Là được rồi. Ok ha các bạn. Xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.